Hay trời ơi là trời, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không mấy bạn? Hôm nay nè, con bé cam của nhà mình nó hư quá bạn ơi. Các bạn thấy con bé cam đang nằm trên tay mình không? Hôm nay các bạn, nó tự nhiên không, nó lại qua bên nhà anh Ru. Trời ơi trời, nó đi lạc các bạn ơi. Thế là bây giờ mình bị Sam la quá trời luôn. Sam bắt mình là phải đem nó về nhà. Hơi trời ơi là trời, mãi mới kiếm được nó bạn ơi. Trời, cái gì vậy? Đưa cái đít vô mặt mình đó các bạn. Trời ơi, con cam này vô ăn quá thì chứ. Ok, để mình để nó đây. Rồi, ở đây nha con, không có được đi đâu lung tung nữa nha. Mày cứ đi lung tung rồi xong đầu chị Sam lại la tao nữa, hiểu không? Nghe không? Nhìn gì mà nhìn? Mày chết rồi. Trời ơi trời, cái con cam này. Rồi nè, bây giờ mày ở nhà mày ăn cá giùm tao đi cam, mày đừng có đi đâu nữa, mày đi lạc hoài à. Đây, tao xích mày lại luôn cho chắc ăn. Ok, cột mày vô cọng dây. Cái gì vậy? Bạn coi coi cái mặt của nó nữa bạn, nhìn nó buồn gì đâu nữa trời. Nhưng mà ai biểu chạy lung tung chi, giờ bị bắt nhốt vô chuồng đó, thấy chưa? Hey, nhưng mà mấy bạn có biết gì không? Ừ. Trong lúc mình đi kiếm con cam bạn thì bỗng nhiên mình bị rơi mất cái mắt kính của mình rồi bạn ơi. Buồn ghê luôn trời. Bây giờ Phong Cận mà không còn mắt kính nữa thì Phong Cận sẽ trở thành là Phong không cần mấy bạn ơi. Trời ơi trời, như vậy là đâu có được, mình phải đi mua một cái mắt kính mới thôi. Nhưng mà giờ kiếm đâu ra mắt kính mới đây ta? Ở đâu vậy? Tăng 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 tăng, nhảy đi tăng 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 tăng, nhảy đi em tăng 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 tăng. Ê, yeah. cái ông kia, ông là ai mà ông đến làng Hero Team của tôi à? Ông đứng ông nhảy ở kế bên cái đài phun nước vậy? Ôi, nhà mày giàu ghê á, nhà mày nhiều tiền ghê á, làng Hero Team của tôi. Đây là cái vòi nước công cộng, tôi trời nóng, tôi ra đây tôi thấy có nước thì tôi tắm rồi. Ủa, trời, tào lao, cái ông này tính ra là ông muốn đi bơi hồ bơi á, thì ông có thể đi qua nhà tôi. Nhà tôi có nguyên cái hồ bơi cho ông bơi nè. Còn cái này là cái vòi nước công cộng của ta, ông ra đây ông đứng ông nhảy vậy. Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn mặt mình nè, bạn nhìn mặt mình đẹp trai sáng sủa nhưng mà bạn nghĩ mình núp với bạn. What? Qua nhà bạn để sao bạn vu mình vào cái tội là xâm nhập nhà người khác trái phép, mình ngu gì? Mình có bên này mình tắm cho mát. À, bạn ơi, mình nói bạn nghe nè, cái hồ bơi nè bạn là mình hay đến đây để mình tè xuống dưới đó lắm á. Nani? Ê, thằng Hai Du, sao lại tàn cái hồ bơi vậy? Tao bảo công an mà coi chừng mày chết sao mày? Ủa mà khoan, ông là ai mà ông đi đến đây vậy? Không biết ta là ai à? Tăng tăng tăng, à không nhầm, không biết ta là ai à? Giới thiệu với người, ta chính là một nghệ nhân chuyên làm nghề bán kính. Nhìn mặt ta mà không biết ta bán kính à? À, ui đúng rồi, ông đang đeo cái mắt kính à, trời ơi. Ủa, trời ơi, hợp lý các bạn ơi. Đúng lúc mà mình đang cần đi kiếm mua một cái mắt kính, ông này là bán kính luôn nữa bạn. Trời ơi, hợp lý. Ê ông ơi, tôi nói cái hồ bơi tôi tè xuống nè, ông cứ nhảy xuống bơi vậy. Quên. Rồi, nói gì nói đi. À, tôi nói ông nghe nè, là tôi đang cần mua một cái mắt kính. Ông có mắt kính nào mà đeo vô đẹp trai giống Sơn Tùng không? Trời ơi, mắt kính mà đeo vô đẹp trai giống Sơn Tùng á? Dạ có, nhưng mà mắt có mua nổi không? Trời ơi, bao nhiêu tiền cũng mua, miễn là tôi đeo vô tôi đẹp trai giống anh Sơn Tùng là tôi mua liền. Có ngay 5 triệu đâu. 5 triệu đô hả? Thôi mắc quá, có kính nào khác không? Có kính nào mà kiểu đeo vô xong mình nhìn xuyên tường không? Trời ơi. Ê tính ra có kính nhìn xuyên tường thì ta để tao xài luôn rồi ba, tao đi tao ngắm một số thứ vui vẻ. Ê ông mua kính nhìn xuyên tường để làm gì? Hả? Ông tính ngắm tôi trong lúc tôi đang tắm hả? Mất dạy cái đầu óc đen tối bậy bạ. Tao mua kính nhìn xuyên tường để tao gì? Tao canh nhà, canh con chó trước cửa nhà không bị trộm chó nó bắt nè, không có thằng nào qua nhà lấy trộm đồ nó chứ làm gì trời. À đúng rồi ha. Ủa vậy thôi bây giờ thôi mắt kính cứ hơi mệt quá. Vậy giờ ông có mắt kính nào mà nó đặc biệt xíu không? Ừ. À mắt kính đặc biệt là có. Đâu? À, đây. Có mắt kính đây. Đâu? Giới thiệu với người, trên tay ta là một cái mắt kính siêu VIP Pro đẳng cấp. Đâu cái mắt kính nào đâu để xem coi. Ồ. Cái này là mắt kính 3D mà ông, có gì đâu đặc biệt. What? Đưa đây. Mắt kính này mà mắt kính 3D à? Nhìn vẻ bề ngoài thì nó giống mắt kính 3D, nhưng mà thực ra nó là một mắt kính có thể giúp cho chúng ta có một khả năng siêu đặc biệt. Đặc biệt là cái gì? Nói đại đi, mệt quá. Trời ơi, cái quảng cáo nó dài dài một tí nó mới hấp dẫn chứ. Mắt kính này á, giúp người nhìn vào là sẽ thấy rất nhiều gái đẹp. Ô, cái gì? Ôi trời ơi bạn ơi, một cái mắt kính. Nghe nói trong làng này có mấy đứa giống như kiểu tên là Timmy đồ thì phải. Nếu mà người đeo vô á, người sẽ nhìn thấy hoa hậu Mai Phương Thúy. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, một chiếc mắt kính gì đâu mà khi mà chúng ta đeo vô ha, Timmy cũng có thể trở thành hoa hậu luôn bạn ơi. Nghe thôi thấy hấp dẫn rồi. Trời ơi trời. Ủa, vậy là giờ mình đeo vô cái thôi là mình thấy con trai cũng biết thành gái xinh luôn hả? Trời ơi, thấy cái gì thấy gái xinh luôn, nó trông ra ngoài đường thấy toàn hoa hậu đi vần ngoài đường à game. Ôi đảo rồi, trời ơi trời. Vậy là tôi đeo vô tôi sẽ thấy anh Mr. Dịch với anh Siro của tôi biết thành con gái luôn. Trời ơi, hợp lý. Ok, vậy giờ bán cho tôi. Nè trời ơi, đi đâu mà vội mà vàng ten hai. Cái kính này á, nó đặc biệt vậy á, nên cái giá của nó sẽ là 1000 kim cương.
một ngàn kim cương hả? Đâu cái giờ trong người tôi có 10 kim cương à, ông bán không? Mua đi được khách thì bạn ai mua kim gái đẹp ơi. Ai mua kim gái đẹp đó ơi. Ê bạn ơi thôi bán cho mình đi mà. Trời ơi mình muốn mua cái mắt kính này quá à. Giờ không mua này thì tôi bán cho người khác thôi, 1000 kim cương thì tôi mới bán. Bây giờ không mua nữa. Bán 10 kim cương được, 10 kim cương được. Trời ơi, mày đặt chảnh làm gì trời, nãy kêu 10 kim cương không chịu bán luôn đi, chảnh làm gì nè. Đang mùa dịch Covid thì mày bán cái giá 10 kim cương chứ ai tao bán 10 kim cương nè, cầm mấy đi. Ê, okay. Nhưng mà khoan, nhớ nè, hàng mua rồi, không đổi trả, kể từ phút giây ông lụm lên, nó là thuộc về ông và ông vừa được tìm kiếm tôi. Ông mà kiếm tôi có súng không mày. Rồi, ok rồi, ok. Tôi mua rồi, tôi không trả lại đâu rồi, ok, cảm ơn nha. Ôi, trời ơi, mấy bạn ơi, đã quá à. Vậy là mình đã mua được một chiếc mắt kính mà khi mình đeo vô là mình sẽ thấy tất cả mọi người trong làng Hero Team đều biến thành gái đẹp mấy bạn ơi. Trời ơi, hợp lý. Ok, rồi để mình đeo vô thử coi. Hey, đâu gái xinh đâu. Ủa, thấy gái xinh đâu ta? Ủa, gì vậy? Cái gì mà không thấy gái xinh mà đeo vô, không thấy gái xinh mà thấy toàn mấy con gì bên kia vậy? Ủa, gì vậy? Ủa, trời ơi, mấy bạn ơi, trong làng của mình xuất hiện mấy con gì vậy? Đâu, mình lại gần mình xem coi. Ui, cái con gì vậy trời? Ui, mấy bạn ơi, bạn coi cái mặt đó nè, trời nhìn ghê quá. Trời, tính ra cái mắt kính này mình bị lừa hay sao bạn ơi? What? Tự nhiên kêu mắt kính này đeo vô thấy xung quanh tàn cái đẹp tiền, đeo vô xong cái đeo vô thấy xung quanh tàn quái vật vậy. Đây là cái gì kì vậy? Ủa mà sao tao được? Đâu rồi mình cởi mắt kính ra coi. Mình cởi mắt kính ra thì mấy con này mình không thấy được nó nữa bạn ơi. Oh my god, đâu đeo vô lại coi. Trời ơi, đeo vô lại nó xuất hiện lại nữa bạn. Ui ghê quá à. Từ. Bạn ơi. Trời nó cắn mình đó bạn ơi. Trời ơi trời. Mấy con này nguy hiểm quá nha. Đợi mình thử lại coi. Chạy. Trời xong chết peo luôn. Trời ơi bạn ơi. Thì ra đây không phải là mắt kính bình thường mà đây chính là một chiếc mắt kính SCP đó bạn ơi. Đây là SCP-178. Trời ơi mình có coi cái này rồi nè. Mình có coi cái này rồi. Mình biết cái mắt kính này đó bạn ơi. Trời ơi SCP-178 trời, hợp lý luôn, y hệt như mình nói luôn các bạn. Ôi trời, hóa ra cái ông kia ổng lừa mình các bạn ơi. Ổng đi đâu mất tiêu rồi ta. Cái ông này, ôi trời, tức ghê luôn á. Bị lừa mua trúng mắt kính SCP rồi. Ôi mà không sao, hợp lý. Tự nhiên không mua được cái mắt kính SCP trong khi mình đang làm series gọi là thợ săn SCP. Quá hợp lý luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đem mắt kính này qua khoe mọi người mới được. Trời ơi, đã. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tới Gaming House để mình khoe cái mắt kính này cho mọi người nha. Không biết ở trong Gaming House có ai không ta. Ok. Mình thấy có tên của Siro Mr. Dịch nè. Rô ơi, Dịch ơi. Dịch. Hello, anh ơi, đây. Em nè. Ra đây. Trời ơi. Ủa đi ơi. Mọi người ra đây, em khoe mọi người có cái này hay lắm nè. Hôm nay em mới kiếm được nè. Em mới kiếm được một cái mắt kính đeo vô là thấy toàn gái đẹp. Ủa? Mắt kính đeo vô mà thấy toàn gái đẹp. Đúng rồi. Ghê không? Nè, bây giờ dịch đeo thử đi Dịch. Mắt kính đeo vô toàn gái đẹp đúng không? Đeo vô. Cho anh đeo trước nào. Cho anh đeo trước nào. Thấy gì không? Thấy gì không? Gì vậy? Ôi kính này có gì mà dịch sợ vậy à? Đeo vô nè. Rồi. Ồ, anh nhìn xung quanh coi anh có thấy tàn cái xinh không? Ồ. Cái gì đây khô ai trời. Ôi. Gì ghê vậy? Thôi mà người không biết hả? Đây chính là một cái mắt kính SCP. Khi chúng ta đeo vô chúng ta sẽ thấy rất nhiều quái vật xuất hiện xung quanh chúng ta. Đó, ghê không? Ơi, rồi quánh không? Cho anh thử đi, cho anh thử. Giờ anh đeo vô xong anh quánh vào nó thử đi. Mới xong chết queo luôn. Không, bạn thấy không? Khi mà người nào đeo mắt kính này vô á là sẽ bị mấy con SCP này giết. Mà những người đứng xung quanh cũng nhìn thấy người đó bị giết luôn nha bạn nha. Ghê thiệt chứ. Ôi trời. Ôi, nó vẫn quýnh luôn kìa. Cởi mắt kính ra anh ơi. Cởi mắt kính ra. Đó bạn thấy không? Còn vẫn có SCP nữa bạn. Khi chúng ta đeo mắt kính vô ha là sẽ bị bọn nó tấn công. Còn khi nào mà nếu mà Rô lỡ đụng vô người bọn nó thì bọn nó sẽ tấn công Rô bất cứ khi nào Rô đeo mắt kính vô. Còn khi Rô cởi mắt kính ra thì bọn nó sẽ không tấn công Rô nữa. Ở đâu ra mấy con zombie vậy? Mấy con zombie này trong nhà anh đang làm phòng thí nghiệm trong nhà anh nuôi nó. À, ok, nhưng mà mấy cái thí nghiệm zombie của anh nó không ghê bằng mấy con SCP này đâu ấy. Mày thấy mắt kính SCP này thế nào? Có ghê không? Nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Ok. Thôi. Gì? Ê cái này Simi nó hay sợ với con cục đen hôi mà mình ngồi mình che cho Simi được ba.
Ừ đúng rồi, Simi nhìn mấy con quái vật này bắt đầu Simi sẽ sợ. Tào lao, tào lao. Đàn ông con trai mà suốt ngày nghĩ đến chuyện đi trêu chọc gái không mà tào lao mà. Trời ơi, bình thường mà dịch, bây giờ mình ném mắt kính này qua mình chọc chọc Sim có xíu thôi, gì đâu mà anh sợ. Mà là năm 2021 rồi, mình là thời buổi 4.0, mình phải ga lăng, lịch sự, phải bảo vệ phụ nữ chứ ai đi trêu chọc con gái vậy trời trời. Tào lao, hóa ra là ông cũng vậy thôi. Tào lao. Ok, thôi bây giờ nữa bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đem cái mắt kính này qua, chúng ta gọi là cho anh Simi nha các bạn nha. Ha, ok ok. Ôi, Simi kìa. Ok ok. Chủ quán đâu? Cho gọi là 500 cái bánh kem coi. Ok, đợi xíu. Bạn ơi, giỡn thôi chứ mình đâu có tiền đâu. À, hôm nay tôi qua tôi có cái này tặng cho Sim nè. Cái gì, Phong cần có quà tặng cho tôi hả? Trời thích dở. Đúng rồi, qua đây. Đâu quà. Xin giới thiệu với Sim, đây chính là một cái mắt kính SCP. Lộn. Đây chính là mắt kính mà khi Sim đeo vô, Sim sẽ thấy toàn con trai 6 múi. Đúng rồi. Thiệt không? Bây giờ nè, Simi đeo vô ha, là Kyron. Kyron sẽ biến thành 6 múi luôn, ghê không? Hay đó, trời ơi, không cần Phong cần tặng tôi một món quà ý nghĩa như vậy. Ok, bây giờ Sim đeo thử đi. Ok, ta đeo vô thử coi chai sâu muối đâu. Ghê chưa? Tôi con gì đen, đáng sợ vậy á. Đáng sợ quá. Sim ơi. Trời ơi, mấy bạn ơi, Simi nhìn thấy mấy con SCP, cái Simi sợ rồi mấy bạn ơi, trời ơi. Thôi, Simi, tôi giỡn á, Simi, Sim đâu rồi, Sim. Ôi, sao nó còn ở trong nhà tôi vậy, sợ quá. Ê, bình tĩnh. Bây giờ nè, bà chỉ cần cởi cái mắt kính ra thôi là xong, hiểu không? Cởi mắt kính ra. Đó, bình thường chưa? Ủa, sao mất tiêu hết trơn rồi? Đó, thấy không? Trời ơi, trời. Không. Cái này là mắt kính gì vậy? Nó đâu phải trai đẹp đâu. Tôi thấy có cái gì tục quái vật không mà. Đúng rồi. Đây chính là cái mắt kính SCP. Khi bà đeo vô, bà sẽ thấy quái vật xuất hiện. Và nó sẽ xuất hiện trong nhà bà luôn á. Từ từ coi có con nào xuất hiện trong nhà không? Ôi, sao không có thấy con nào xuất hiện trong nhà vậy? Hồi nãy Sim thấy xuất hiện trong nhà Sim hả? Một đống luôn. Trời ơi, quá trời nè, luôn. Các bạn coi nè, đó, đeo mắt kính vô mấy bạn sẽ thấy được quái vật nè, thấy không? Đấy, và mấy bạn đụng vô nó là sẽ đánh mấy bạn nha. Còn nếu bạn cởi ra thì nó sẽ biến mất. Quá đáng sợ luôn. Ôi mọi người, hay là bây giờ á, sẵn có mắt kính đây nè, chúng ta sẽ cùng nhau săn thử con SCP này đi mọi người, được không? Chắc có SCP gì lòi đầu lên nhiều quá. Rồi, đi lên. Ông bị vậy, đi lên. Trời ơi. Ok, nè, bây giờ nha, em sẽ gọi là đi vô trong phòng thí nghiệm. Đó, em sẽ dùng cái máy gọi là nhân đôi đồ vật của em lên, nhân bản lên đó. Em làm cho thành 4 cái mắt kính luôn, cho mỗi người một cái mắt kính. Bọn mình sẽ cùng nhau đi săn cái SCP này, hiểu không? Được không? Hay dạ, chơi luôn. Ok. Chơi luôn. Yeah. Đi thôi. Rồi, ok mọi người ơi, bây giờ mình đã gọi là dùng nhân bản của mình, nhân bản lên mấy cái kính SCP nè. Bây giờ mỗi người một cái nha, Sim một cái nè, Dịch một cái nè, Rô một cái nè. Đấy, rồi ok. Rồi ở bên đây nè, em có chuẩn bị cho mọi người thêm một cái rương. Ở trong cái rương này nè mọi người, là nó có rất là nhiều thứ luôn. Táo vàng nè, mọi người lấy táo vàng đi. Táo vàng nè. Đúng rồi. Súng AK nè. Đó, lấy súng AK, lấy thêm băng đạn nha mọi người. Thêm băng đạn nha. Ok. Rồi, tiếp theo đó là lấy thêm gọi là bom nữa mọi người. Có mấy quả bom nè, mọi người lấy ít đi. Ok. Rồi súng lục nữa nè, băng đạn nè. Rồi xong, áo giáp nữa nha mọi người, lấy áo giáp nữa nha. Ok. Rồi ok bạn ơi, giờ mấy bạn coi mình mặc giáp cho các bạn coi nè. Đó, nhìn mình 6 múi đẹp chưa bạn? Đó, giáp siêu đẹp luôn bạn ơi. Ok, có được áo giáp rồi nè. Tiếp theo nữa, mình có chuẩn bị cho mọi người thêm một khẩu súng. Đó, mọi người thấy không? Nạp đạn vô nè. Nạp đạn vô, mà có thể bắn được luôn nha coi nè. Bùm. Đấy, ghê không? Ok, vậy chúng ta đã có được áo giáp nè, có được súng nè, rồi có được thêm táo vàng nữa để chúng ta ăn vô, ăn táo vàng vô mọi người. Rồi ok. Ok. Năm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đeo cái mắt kính vô, chúng ta thấy được SCP rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi săn bọn nó nha các bạn nha. Đeo vô nè. Bụp. Rồi ok bạn ơi, đầu tiên nè, mình sẽ dùng cái máy ảnh của mình để mình chụp ảnh nó lại nha các bạn nha. Đâu ta, đây có con này nè. À không, con này xấu quá. Có con nào đẹp, con nào nó đẹp đẹp trai hơn không? Ủa mà mấy con này con nào cũng xấu trai với nhau mà ta. Ok. Thôi mình chụp con này đi. Cười lên nha mày. Chụp nè. Phong ơi. Hả? Nó đứng kế bên tao. Oh my god. Bình tĩnh. Rồi nó biến mất rồi. Bình tĩnh. Ok. Tiếp theo nè, chúng ta sẽ sử dụng một quả bom. Chúng ta chọi cho người nó thử coi nó có phản ứng gì không nha mọi người. Được. À, có con bên đây nè. Em tháo bom em chọi người đó. Mày hả mày? Ok. Né. Ok. Bùm. Ôi đánh em. Nó đánh em mọi người ơi. Đánh em. Ôi vậy là nó có phản ứng nha. Tôi quýnh em kìa. Bắn nó. Mày hả mày? Chết mày đi con. Ôi khác chưa. Ôi cẩn thận. Ui sợ quá, đáng sợ quá bạn ơi. Ôi trời,
Ok, rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng thử cây súng của chúng ta bắn nó thử nha mọi người. Ok, anh em đã sẵn sàng đi săn SCP chưa? Rồi. Ok, rồi em lấy súng lục ra luôn, em nạp đạn hai cây súng luôn. Ok. Rồi, anh em chuẩn bị tấn công. Rồi. Mày hả mày? Ui. Bắn nó đi. Rồi ok, bắn nó đi mọi người. Mày. Ui, đánh em. Đánh em mọi người. Để em ăn táo vàng vô. Xử nó đi mọi người, xử nó. Mày hả mày? Ok. Mày hả mày? Chết đi con. Ui. Mày hả mày? Ui. Mấy con SCP nó khỏe. Ui, trời. Chúng ta sẽ cùng nhau thí nghiệm thử coi chúng ta có thể giết được hết bọn nó luôn nha các bạn nha. Ok. Không biết có giết được hết không ta, thử nha. Mày. Ồ, bình tĩnh mọi người, từ khoan. Hey, theo những gì mà từ nãy giờ chúng ta thí nghiệm á bạn thì mấy con SCP này chúng ta không thể nào giết được hết bọn nó nha bạn nha, bởi vì bọn nó sẽ xuất hiện liên tục luôn. Không thể nào mà giết được hết bọn nó mấy bạn ơi. Ôi trời, nguy hiểm dữ. Ok. Hey, nhưng mà mấy bạn đánh một con thì cả bầy sẽ đánh mấy bạn luôn. Giết nó. À! Giết nó mọi người. Giết nó. Tôi đánh em nào mọi người ơi. À! Em sắp chết rồi. Để tôi giúp không? Sắp chết rồi. Ok thôi được rồi, bình tĩnh. Ok. Thôi nói chung là cái mắt kính này, từ để em cởi mắt kính thử coi. Cởi mắt kính đó nè. Rồi xong, mấy con SCP biến mất hết tên hết trơn rồi. Ok. Mệt quá mọi người ơi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đeo mắt kính vô để mình bắt thử một con nha các bạn nha. Đây có con SCP nè. Bây giờ mình sẽ thử bắt con SCP này coi. Để cái khối thu nhỏ kế bên nó nè. Thu nhỏ lại. Rồi đi ra luôn. Quên. Ok. Boom. Bắt nó đi. Ok. Rồi, bắt được nó rồi. À, ok, để mình xem coi nó có xuất hiện trong đây không. Ui, nó có xuất hiện trong đây nha mọi người. Nó nằm ở trong cái khối này nè. Oh my god. Đâu, để cởi mắt kính ra coi mình còn thấy nó không. Ui, cởi mắt kính này không thấy. Cởi mắt kính ra là không thấy nó mọi người ơi. Trời ơi. Đeo mắt kính vô. Đeo mắt kính vô mới thấy được nó nè. Không thấy luôn. Ừ, đeo mắt kính ra là không thấy nó đâu luôn. Ok bạn ơi, vậy là trong tập này Hero Team bọn mình đã cùng nhau đi săn được thêm một con SCP nữa. Đó chính là SCP-178 mọi người ơi. Và con SCP này khi chúng ta đeo kính vô, chúng ta có thể thấy được nó. Và kể kính ra sẽ không thấy được nó nha bạn nha. Và bạn thấy con SCP này như thế nào? Mấy bạn thấy con SCP này có đặc biệt hay không? Có hay hay không thì nhớ bình luận cho mình biết nha bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp lại anh em ở những video thợ săn SCP lần sau nha. Ok, vậy là em đã săn được hai con SCP rồi dịch đời. Thấy em ghê không? Ok. Nữa là gì? Nó xuất hiện đây. Trời ơi, thảo cực nha. Thôi ghê quá nha. Ok, bây giờ mình sẽ đem con SCP này về nhà trưng nha bạn nha. Mình đã săn được thêm một con nữa là được hai con rồi. Yeah. Ủa mà khoan, mấy bạn muốn trong những tập sau mình săn thêm con gì nữa, nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì về nhà thôi.